Hi xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lắp của Hải. Nội dung trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái chương trình airdrop mới nha các bạn. Của cái thằng đó là ATF Wallet nha các bạn. Thì đây là một cái ví cái ví DeFi nha các bạn, DeFi crypto luôn nha các bạn. Thì hiện tại nó đang cho chúng ta nhận chương trình airdrop miễn phí nha. Khi mà các bạn đăng ký và nhập mã mời của người mời các bạn thì các bạn sẽ nhận được 100 cái đồng AT nha các bạn. Thì cái giá dự kiến của cái thằng AT này đó là 0.5 khi mà lên sàn nha các bạn. Rồi và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn mà đăng ký tài khoản nha các bạn. Rồi đầu tiên thì các bạn lên sao Play nha, các bạn bấm cho mình đó là ATF Wallet nha các bạn thì nó sẽ hiện ra cái mà uh, ứng dụng của chúng ta nha các bạn. Thì uh, các bạn có thể bấm vào để mà xem nó uh, nha các bạn. Hiện tại thì nó uh, cái cái mà dung lượng của nó chưa có 7.6 MB thôi các bạn rất là nhẹ nha. Và hiện tại đã có hơn uh, 50.000 lượt tải xuống rồi nha các bạn. Thôi và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành uh, cài đặt ứng dụng nha các bạn. Rồi sau khi mà các bạn cài đặt xong thì uh, các bạn tiến hành mở ứng dụng của chúng ta lên nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào cái chữ mà continue nha, phía bên dưới nè. Rồi tiếp theo các bạn bấm vào cái chữ create new wallet nha, tức là chúng ta tạo một cái ví mới nha các bạn. Rồi và bây giờ các bạn tích vào cái ô hình vuông nè, rồi các bạn bấm vào chữ continue nha. Rồi và bây giờ các bạn nhập một cái mà password của các bạn nha. Rồi và tiếp theo đó là các bạn xác nhận lại password các bạn một lần nữa nha các bạn. Rồi và hiện tại thì nó hiện ra đó là cầm mật khẩu 12 ký tự nha. Thì các bạn copy cái cầm mật khẩu này để các bạn lưu lại nha. Để mà sau này các bạn có thể chuyển sang điện thoại mới hoặc là các bạn có thể đăng nhập lại. Thì các bạn dùng cái mà cầm từ 12 từ khối này nha các bạn. Thì các bạn bấm vào cái chữ phía bên dưới nè. Copy nè các bạn nè. Các bạn copy nha. Rồi các bạn lưu vào một nơi nào đó nha các bạn. Rồi sau khi mà các bạn copy và các bạn lưu vào một nơi nào đó rồi các bạn bấm vào cái chữ phía bên dưới nè. Enter Wallet nha rồi và bây giờ các bạn nhập cái mã code của người mời các bạn nha thì các bạn nhập cái mã code của mình vào nha các bạn rồi sau khi mà các bạn nhập mã code xong á thì các bạn bấm vào cái ô này nha rồi và sau khi mà các bạn đăng nhập vào á thì nó hiện ra là follow trang twitter này thì các bạn có thể bấm vào follow trang twitter để mà chúng ta cập nhật những cái thông tin về cái thằng AT Wallet nha các bạn thì như các bạn nhìn thấy hiện tại cái trang Twitter của nó có một lượng người theo dõi cực kỳ lớn như các bạn. À, lên tới 40.000 người rồi các bạn nó chỉ mới tham gia đó là uh, ngày tháng 7 2023 tức là hiện tại là tháng 7 đó các bạn chỉ mới cái trang Twitter này chỉ mới thành lập thôi nhưng mà nó đã có tích xanh và nó có trên 40.000 người rồi thì các bạn bấm vào nút theo dõi nha các bạn bật cho chuông thông báo lên nha để chúng ta nhận những cái thông tin về nó nha các bạn đây là thì cái thằng AT này nó chạy trên cái mạng đó là Binance Smart Chain nha các bạn tức là BEP20 đó các bạn đây hiện tại tất cả những thông tin nó ở đây nha các bạn có thể follow nha. Rồi các bạn quay trở lại cái app khai thác của nó nha. Rồi và sau khi mà các bạn follow trên Twitter thì các bạn quay lại cái app của nó nè, hiện tại là khi mà các bạn đăng ký tài khoản thì nó sẽ tặng cho các bạn đó là 100 cái đồng đó là AT nha các bạn. Và khi mà các bạn follow trên Twitter nè thì nó sẽ cho các bạn thêm hai cái đồng AT nữa nha. Thì các bạn có thể follow trên Twitter của nó nha. Đây, hiện tại nó có các bạn có nó có cái chương trình mà hầu cái cái USD nè các bạn này nhưng mà cái này mình khuyên các bạn không nên tham gia đâu mình chỉ đăng ký tài khoản để mà à, nhập cái mã mời của mình để mà các bạn nhận được 100 cái đồng AT nha các bạn thì hiện tại mỗi chức năng của thằng quý này nó chưa có nhiều đâu các bạn mỗi chức năng nó chưa có được hoạt động không hiện tại thì nó chỉ cho chúng ta nhận airdrop miễn phí thôi nha các bạn rồi để mà các bạn mời bạn bè thì các bạn bấm vào cái trang cá nhân hình người nè rồi tiếp theo đó là các bạn bấm vào cái chữ invite friend nè rồi ở đây thì các bạn có thể copy cái mã mời các bạn nè để đi mời bạn bè nha các bạn. Thì ở đây bạn bè các bạn có thể mời lên tới 5 cấp nè. Đó là cấp 1 là nằm nhận đó là 5 cái đồng AT nè, cấp 2 là 2 nè, cấp 3 là 1 nha các bạn. Cấp 4 là 0.5 rồi cấp 5 đó là 0.2 nha. Thì các bạn có thể link vào đường link bên dưới phần bình luận, mình sẽ để cái đường link để mà các bạn tải về nha. Và mình sẽ để cái mã m bên dưới phần bình luận luôn nha các bạn. Các bạn có thể nhanh tay đăng ký để mà nhận 100 cái đồng AT nha các bạn. Thì hiện tại các bạn có thể thấy cái giá dự kiến lít trên cái sàn của nó là 0.5 đô cho một cái đồng AT nha các bạn. Đây là một con số cũng giá dự kiến cũng khá là lớn nha các bạn. Rồi và mình sẽ để bên dưới phòng bình luận nha Rồi, Các bạn có thể click vào để mà tải nha Video chia sẻ của mình ở đây đã kết thúc Và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và like cho bên cạnh Để đón xem những video tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn